câu chuyện của dân tộc thông minh nhất thế giới khiến nhiều phụ huynh choàng tỉnh ngộ yêu thương sai cách lại là nguyên nhân đẩy con vào đường cùng câu chuyện đã khiến nhiều cha mẹ phải suy ngẫm lại cách dạy con người do thái được xem là dân tộc thông minh nhất thế giới sự thông minh của họ không chỉ diễn ra trong một thế hệ mà di truyền qua nhiều đời người do thái rất giỏi trong cách dạy con ngay từ khi trẻ còn nhỏ người lớn đã dạy cho chúng những bài học làm người ý nghĩa về cách sống tự lập vững vàng những bài học đó có thể là các câu chuyện nhỏ mà người do thái thường kể cho trẻ trước khi đi ngủ tuy đơn giản bình dị nhưng giúp trẻ hình thành nên nhân cách tốt câu chuyện gia đình sư tử chính là một trong những bài học ý nghĩa đó một bà mẹ sư tử nói sẽ dạy con đi săn hai anh em sư tử nghe xong liền hứng khởi đến mức chạy quá nhanh khiến người anh ngã lan tròn và bị thương sau đó sư tử mẹ cho sư tử anh ở nhà hàng ngày sư tử mẹ và sư tử em vẫn đi săn mồi và chừa phần lại cho sư tử anh sư tử anh cứ thế sống trong sự thoải mái hàng ngày được ăn uống cung phụng bởi mẹ và em cho đến khi hai anh em sư tử trưởng thành thì sư tử mẹ mất lúc này hai anh em sư tử phải tự đi kiếm ăn và rồi lạc mất nhau phải tự kiếm ăn một mình sư tử anh bỡ ngỡ và không biết xoay sở ra sao thế rồi trong một lần đi săn sư tử anh bị thương và không qua khỏi trước khi chết sư tử anh chỉ thốt lên một câu con hận mẹ qua câu chuyện này người do thái đã khéo léo dạy cho con trẻ biết một điều đó là để sinh tồn được trong xã hội khắc nghiệt con người ta cần phải học cách tự lập nếu bố mẹ yêu thương và bảo vệ con quá mức thì cũng chính là làm hại đến con bố mẹ sẽ khiến trẻ ỉ lại và chẳng thể nào trưởng thành giống như sư tử anh nếu không quá dựa dẫm vào mẹ và em cũng như bị mẹ nuông chiều quá mức thì có lẽ nó đã có một kết cục đẹp hơn những câu chuyện của người do thái tuy đơn giản ngắn gọn nhưng lại chứa được nhiều bài học ý nghĩa vậy trong cuộc sống thường ngày bố mẹ cần làm gì để dạy con cách sống tự lập thực tế có bốn phương pháp đơn giản phụ huynh có thể tham khảo một hãy để trẻ làm những gì trong khả năng có thể nhiều bà mẹ cầu toàn luôn lo lắng con còn nhỏ nên chưa thể làm tốt việc gì và để cho mọi thứ hoàn hảo đúng ý mình các mẹ sẽ làm tất cả giúp con dù là việc các bé có thể làm trong khả năng độ tuổi của mình thế nhưng cha mẹ nên nhớ chỉ khi sẵn sàng buông tay thì con mới có cơ hội phát triển thậm chí với trẻ nhút nhát cha mẹ còn nên khuyến khích con thử để rèn sự tự tin bố mẹ càng lo lắng càng lấy mất đi cơ hội tự lập của con khiến trẻ sợ hãi với những khó khăn thử thách trong cuộc sống và hãy bắt đầu cho con làm những việc nhẹ nhàng vừa sức ví dụ với những trẻ nhỏ đã đi học mẫu giáo thì cha mẹ không nên tranh việc giúp con mặc quần áo đánh răng đút ăn, với lý do cho khỏi muộn. Nhưng làm vậy sẽ khiến trẻ ngày càng ỉ lại, phụ thuộc vào cha mẹ nhiều hơn. Thay vì làm hộ con, cha mẹ nên khuyến khích con bằng cách tạo ra sự cạnh tranh giữa bố mẹ và con cái xem ai làm nhanh hơn, ai xong trước. Việc làm này sẽ giúp trẻ làm việc có động lực hơn, tự chủ hơn trong những công việc cá nhân hay. Dạy trẻ cách tự chịu trách nhiệm khi phân công con làm việc nhà. Cha mẹ nên dạy con cái làm việc nhà, từ nhỏ, tuổi nào làm việc đó đây không chỉ là một hoạt động giúp gắn kết tình cảm gia đình tăng khả năng tự lập của con mà còn giúp các bé hiểu ý nghĩa của lao động đặc biệt cha mẹ đã giao việc thì cần con cam kết sẽ hoàn thành có thưởng phạt rõ ràng bởi trẻ vốn hiếu kỳ nhưng lại cả thèm chóng chán chỉ sau vài bữa sẽ sao nhãng và không muốn tiếp tục những công việc được giao nữa thế nên cha mẹ cần có biện pháp để động viên khuyến khích bé hoàn thành một mẹo nhỏ cho phụ huynh sau khi giao việc cho con đó là hãy tin ở trẻ trao mọi quyền xử lý cho con sau đó chỉ quan sát và gợi ý cách thực hiện cha mẹ tuyệt đối đừng bao giờ chen ngang hay đi sửa chữa giúp bé thay vì thế hãy chỉ ra để con tự làm lại hãy khuyến khích sự độc lập và trách nhiệm của con từ khi còn nhỏ ba cha mẹ nên dạy con bằng hành động cụ thể của chính mình trẻ em là tấm gương phản chiếu lại hành vi cách cư xử của người lớn và những gì ông bà cha mẹ thể hiện hàng ngày sẽ nhanh chóng lưu vào trí nhớ con trẻ các bé sẽ học theo và thực hành thế nên để cho trẻ chăm chỉ lao động tự giác làm việc nhà thì chính cha mẹ phải làm gương nếu cha mẹ không phải là người chăm chỉ tất nhiên sẽ không thể nào nuôi dạy được đứa trẻ yêu lao động bốn trải nghiệm cuộc sống tập thể cũng kích thích sự độc lập khi con đủ tuổi cha mẹ nên cho con đi học trường mẫu giáo chính là một xã hội thu nhỏ mà ở đó con sẽ học cách tạm xa vòng tay cha mẹ bắt đầu với một môi trường nhiều điều mới lạ và tại đây các con sẽ học được cách hòa đồng với thầy cô bạn bè tự làm các việc cá nhân đơn giản đánh răng rửa tay rửa mặt đi tất và nhiều kỹ năng sống khác so với môi trường gia đình thì trường học dễ dàng kích thích sự tự lập của mỗi đứa trẻ dễ dàng phát triển kỹ năng tự chăm sóc bản thân rất tốt ở chung nhà chồng do thái mẹ việt học lỏng loạt kinh nghiệm dạy con về tài chính cực hay nề nhất là vụ đem đi đầu tư để tiền đẻ ra tiền Chị Nguyễn Phương Lan, một phụ huynh người Việt đang sống tại Mỹ, có mẹ chồng sinh trưởng trong gia đình Do Thái đã chia sẻ lại những kinh nghiệm dạy con về tài chính hữu ích. Với dân số chỉ khoảng 0,2% tổng dân số toàn cầu, nhưng người Do Thái chiếm gần 40% những người nhận giải Nobel và được coi là dân tộc thông minh nhất thế giới. Người Do Thái không phải vốn đã sở hữu tư chất quản lý tài chính tốt ngay từ khi sinh ra. Đó là do họ được cha mẹ dạy bảo kỹ năng quản lý, kiếm tiền và chi tiêu khôn ngoan ngay từ khi còn rất nhỏ. Chị Nguyễn Phương Lan, một phụ huynh người Việt đang sống tại Mỹ, có mẹ chồng sinh trưởng trong gia đình Do Thái đã chia sẻ lại những kinh nghiệm dạy con về tài chính hữu ích. Phải nói là bản thân mình quá nề vục và muốn ngoi gương. Bất cứ cái gì mình mua cho con, đều đặt điều kiện và thử thách, mong con sẽ biết quý trọng những gì con may mắn có được, chị Lan chia sẻ. Ba con trai đều thành đạt, giỏi quản lý tài chính nhờ cách dạy của mẹ. Bố mẹ chồng chị Lan có ba người con trai, không có con gái. Người lớn nhất là bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật não cho trẻ, người thứ hai là bác sĩ nha khoa có thêm bằng cử nhân luật, người thứ ba là kỹ sư làm việc trong ngành dầu khí. Cả ba đều giỏi quản lý tài chính và có cơ ngơi ổn định. Hai ông bà vốn là người gốc Nga và Áo, sinh ra ở Mỹ nhưng sinh trưởng trong gia đình Do Thái, di dân đến Mỹ vào đại chiến thế giới thứ nhất. Chị Lan cho rằng có thể do mẹ chồng bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế đã cướp hết mọi thứ của nhà bà mà sau này vẫn khôi phục lại được, nên dù lấy chồng là một bác sĩ tiếng tâm thành đạt, bà vẫn sống và dạy con tiết kiệm một cách đáng kinh ngạc. Ngay khi con còn rất nhỏ, bà hay dẫn con đến ngân hàng hàng tuần cho con một ít tiền, bảo con tự tay nộp và nhận lại sổ tiết kiệm. Bà dạy con nấu ăn, không thuê người giúp việc, giao cho các con làm việc nhà, sửa chữa những thứ lặt vặt, đánh giày cho chồng. Tất cả những việc đó đều được bà trả tiền công, dĩ nhiên thấp hơn giá thị trường. Nhờ vậy mà cả ba người con đều trở thành những người chồng giỏi kiếm tiền và giỏi làm việc nhà. Ngay từ lúc 6 tuổi, chồng mình đã tự chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Bây giờ anh vẫn duy trì thói quen đó với vợ con. Bà không đi làm, nhưng bà biết dùng tiền chồng kiếm được đem đi đầu tư, để tiền để ra tiền. Bà hay chơi piano ở nhà và thỉnh thoảng đi làm từ thiện. Bà đan móc len rất giỏi, hay tự tay làm áo cho mình và các con. Bà hay đọc sách, bà tiết kiệm tất cả mọi thứ để dành tiền cho con nhưng du lịch cùng gia đình và những gì liên quan đến việc học của con bà sẵn sàng chi tiêu bà cho con vay tiền có yêu cầu trả tiền lãi nhưng thấp hơn lãi suất ngân hàng khi họ muốn mua nhà chính vì vậy không có đứa con nào tị nạnh với nhau đồng vốn lại được xoay vòng và tất cả các con được lựa chọn mua nhà như ý phù hợp khả năng tài chính và phấn đấu của mỗi người bà chỉ thực sự cho hết tài sản sau khi bà mất đi và biết rằng các con đều ổn định về kinh tế theo chị Lan, đây là kiểu mẫu gia đình do Thái đặc trưng. Chồng lo tài chính, vợ ở nhà chăm lo việc nhà và nuôi dạy con, cho dù mẹ chồng chị tốt nghiệp đại học và đã đi làm trước khi lập gia đình. Việc học và tụ họp gia đình được đặc biệt quan tâm. Có điều thú vị là, người con thứ hai được giao quản lý và phân chia gia sản của cha mẹ, đã đi học luật để tìm cách hạn chế tối đa thuế thừa kế cho ba anh em. Không người con nào tị nạnh, tranh chấp mà tất cả đều tin tưởng vào sự phân chia tài sản thừa kế công bằng. Chị Lan chia sẻ cần phân biệt trả công và phần thưởng. Chính từ những trải nghiệm trong chính gia đình mình, chị Lan rất nể phục mẹ chồng và muốn noi gương. Về cơ bản, chị chỉ mua quà hoặc đồ chơi cho con vào dịp sinh nhật trên Noel. Còn trong năm, con muốn mua thì cứ thoải mái lấy tiền túi của mình. Con có tiền tiết kiệm ống heo từ phần thưởng, không phải trả công cho việc phụ rửa xe hơi, thực hiện các điều đã hứa hoặc cam kết, học tốt ở trường, làm việc nhà một khi đã nhận được tiền này con hoàn toàn tự do và chịu trách nhiệm với quyết định của con mình chỉ đưa ra gợi ý hoặc lời khuyên và nghiêm cấm khi con mua đồ chơi không phù hợp hoặc nguy hiểm và thức ăn không tốt hoặc có hại cho sức khỏe chị lan cho biết bà mẹ này chia sẻ mình có xu hướng hay thử thách và thỏa mãn nhu cầu vật chất của con có điều kiện khi con dùng tiền để dành mua thứ con thích chị khuyến khích con tính toán thật kỹ ngân sách mà con đang có hoặc nếu chưa đủ tiền mua thì nên lập kế hoạch để kiếm được tiền mau và nhiều hơn bằng cách làm những việc tốt hoặc có ích cho lớp học hoặc môi trường xung quanh tuy nhiên con nên hiểu sự trả công theo nghĩa phần thưởng khuyến khích lúc con mới bắt đầu thử làm một việc gì đó trong nhà nhưng một thời gian sau khi con đã làm tốt nó dần chuyển thành trách nhiệm thì không được nhận tiền thưởng nữa nhất là các việc chăm sóc bản thân dọn giường sau khi ngủ dậy chọn và chuẩn bị sẵn quần áo cho ngày hôm sau mặc dọn phòng ngăn nắp khi con lớn hơn một tí đã ý thức tốt hơn về các trách nhiệm và nghĩa vụ cũng như tính toán giỏi hơn chị sẽ cho con tiền trợ cấp hoặc quà vặt hàng tháng để con tự cân nhắc nên mua đồ chơi ăn vặt hay mua sắm quần áo con phải tự chịu trách nhiệm về sự tính toán và kiềm chế mong muốn nhất thời mình hay nghĩ không có cách tốt nhất mà chỉ là phù hợp nhất nên tùy cá tính của con điều kiện gia đình mà chọn cách dạy tương ứng có điều, như Su Orman, chuyên gia tài chính của Mỹ nói, việc sớm dạy con ý thức về cách kiếm tiền và tiết kiệm là rất quan trọng và mình hoàn toàn đồng tình, chị Phương Lan nói thêm. Hai con trai trở thành tỷ phú, con gái trở thành nhà ngoại giao, bà mẹ đơn thân do Thái chỉ ra nguyên tắc giáo dục quan trọng giúp trẻ không thành rồng cũng thành vượng. Bà Sala Ai Mắt được mệnh danh là một trong những người mẹ thành công nhất trong việc nuôi dạy con gái khi có hai người con trai là tỷ phú, con gái là nhà ngoại giao tài ba. Bà mẹ đơn thân do Thái Sa ra Ai Mắt Sống ở Thượng Hải là tác giả của cuốn sách nổi tiếng vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương chia sẻ về những kinh nghiệm nuôi dạy con cái của bà. Trong những trang sách của mình, tác giả thiêm người mẹ này đã tiết lộ bí tiếp giáo dục con cái khiến cho nhiều phụ huynh khác phải ngưỡng mộ. Được biết, bà Sa Ra Jimmy đã một mình nuôi dạy hai con trai trở thành tỷ phú, trong ngành công nghiệp kim cương và một cô con gái trở thành một nhà ngoại giao xuất sắc. Dù thất bại trong hôn nhân, song bà được mệnh danh là bà mẹ thành công khi ưa mầm và dạy dỗ con cái thành tài. Theo đó để con cái có được một tương lai tươi sáng, bà mẹ này đã dạy những đứa trẻ của mình những bài học thực tế từ khi còn nhỏ. Trong đó, bài học quan trọng quyết định sự thành bại của con cũng là nguyên tắc giáo dục mà bà xa ra tâm đắc chính là dạy trẻ biết trên đời này không có gì là miễn phí. Trải qua ba cuộc hôn nhân thất bại, bà Sa -na -di mi sinh được hai con trai và một con gái. Sau khi ly hôn, bà mẹ đơn thân cùng ba con chuyển đến ít xa để sinh sống. Dù bất đồng ngôn ngữ, hoàn cảnh xa lạ và không có chồng ở bên đỡ đần, song người phụ nữ này vẫn tần tảo. Vừa bán nem vừa chăm con, dù vất vả hay mệt nhọc, bà cũng không bao giờ để các con phải phụ giúp. Sau khi lũ trẻ tan học, bữa tối luôn được bà chuẩn bị sẵn. Một hôm, người hàng xóm do thái thấy bà mẹ nuôi con quá vất vả, bèn mắng yêu các con bà xa ra, các con đã lớn rồi các con hãy giúp mẹ thay vì nhìn mẹ các con bận bịu như thế người hàng xóm kể trong gia đình ít xa đen của chúng tôi trẻ em đều cần phải phụ giúp công việc nhà và không bao giờ có bữa trưa hay dịch vụ chăm sóc phục vụ miễn phí quá mức nuông chiều với con trẻ không phải là yêu thương chúng mà đang làm hại chúng sau khi nghe những lời đó bà sa ra cảm thấy khó hiểu và cho rằng những đứa trẻ còn quá nhỏ không cần giúp đỡ bà Người hàng xóm lại nói, tất cả chúng ta đều chỉ là người quản lý con cái, đừng nghĩ rằng mình là mẹ sau khi sinh con. Chúng ta phải đền tội cho Chúa vì tương lai của con cái chúng ta. Từ đó, bà Sara đã thay đổi suy nghĩ và quyết định học hỏi cách nuôi dạy con cái từ người hàng xóm do thái của mình. Bà xây dựng một thời gian biểu, phân công cho trẻ phụ giúp một số việc nhà như giặt rũ, nấu nướng, dọn dẹp. Có thể nói nội trợ là môn học bắt buộc đối với trẻ. Người Do Thái quan niệm rằng, hai tuổi, khi ba mẹ rời khỏi bàn ăn, trẻ có thể tự xúc ăn. Lên ba tuổi, khi ba mẹ ra khỏi phòng ngủ, trẻ có thể ngủ một mình. Lên năm tuổi, khi cha mẹ ra khỏi phòng tắm, trẻ sẽ biết ranh giới của cơ thể ở đâu. Lên sáu tuổi, khi cha mẹ ra khỏi phòng của trẻ, trẻ sẽ tự làm bài tập, biết tôn trọng không gian và sự riêng tư của người khác, biết cha mẹ cần được nghỉ ngơi. Lúc lên mười, cha mẹ có thể tạm rời căn bếp và con trẻ cần học nấu ăn. Rửa bát, chăm sóc bản thân và nấu ăn cho cha mẹ khi họ đau ốm. Xa ra học cách giáo dục của người, do Thái, dạy con độc lập về tài chính và tự chủ, cô cho con tham gia vào công việc bán nem và trả công cho chúng. Con trai thứ bán buôn nem cho quán ăn của trường, lãi nhỏ nhưng thu về nhanh và tạo ra lợi nhuận. Bằng việc cho thưởng thức món trà giò miễn phí, người con trai cả đã giảng bài đưa bạn đến Trung Quốc tại trường với điều kiện phải có vé vào cửa. Sa ra cho biết Thật khó tin khi chỉ trong vài ngày, cậu con trai nhỏ vốn chỉ biết ăn bám của cô lại biến thành một doanh nhân, do thái lém lỉnh. Dưới sự giáo dục thông minh đó, những đứa trẻ không chỉ nhận ra những vất vả trước đây của mẹ mình mà còn phát hiện ra tài năng kinh doanh ngay từ khi còn nhỏ. Sau này, hai cậu con trai của bà rất giỏi kinh doanh. Chúng vừa kinh doanh vừa hoàn thành chương trình học trung cấp và cao đẳng. Trước 30 tuổi, hai cậu đã có tài sản hàng tỷ đồng, cô con gái út cũng trở thành một nhà ngoại giao xuất sắc. Không chỉ tài giỏi, những đứa con của bà Sa Gia còn rất hiếu thảo. Sau khi công thành danh toại, họ đã mua cho mẹ mình một căn nhà lớn ở Thượng Hải. Được biết, căn nhà trị giá hàng tỷ này được con trai của Sa Gia mua năm anh 23 tuổi. Trong mắt các bậc cha mẹ, liệu đây có phải là một điều viển vông? Có người đặt câu hỏi, tại sao các bậc cha mẹ luôn sống đạp bạc để dành tiền mua nhà cho con cái và không bao giờ trao dồi khả năng kiếm tiền để con có thể tự mình mua nhà? Cuốn sách vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương của bà Sa ra dường như đã đưa ra câu trả lời. Cha mẹ không dành cho con cái quá ít mà là quá nhiều tình yêu thương. Họ không thể chịu được nổi khi để chúng trải qua những khó khăn của cuộc sống từ khi còn nhỏ, và họ không biết cách đòi hỏi chúng đúng lúc. Vì vậy, rốt cuộc lại khiến con cái họ một đời vất vả, đòi hỏi họ cả đời. Theo 163.com, người Do Thái dạy con bằng 7 quy tắc quý hơn vàng để tạo nên. Những tinh hoa của nhân loại, một điều nhiều cha mẹ phàn nàn về con nhưng lại được khuyến khích ở quốc gia này. Dân tộc Do Thái được biết đến với trí tuệ hàng đầu thế giới. Không chỉ có vậy, họ cũng là những người sở hữu lượng tài sản hơn nhiều lần các dân tộc khác. Vậy bí quyết giáo dục con của họ là gì? Mọi người đều biết, Do Thái được cả thế giới công nhận là dân tộc thông minh nhất trên thế giới. Chỉ chiếm 0,3% dân số thế giới sau 17% số người đoạt giải Nobel và 30% của cả thế giới thuộc về dân tộc này. Người Do Thái chiếm đến 1 phần 2 số doanh nhân giàu nhất thế giới, chiếm 1 phần 3 số triệu phú ở Mỹ và 18 phần 40 người đứng đầu danh sách for, theo số liệu của năm 2013, cũng chính là người dân đến từ dân tộc này như ông vua giàu mỏ do cơ phe lực. Ông trùng tài chính dốc so rốt, ông trùng tài chính phố Won Morgan, dường như những người thành công nhất đều là các đại diện kiệt xuất của dân tộc Do Thái. Không chỉ có tài kinh doanh giỏi, các bố mẹ Do Tháo còn có cách giáo dục con độc đáo. Phương pháp giáo dục con của họ được đúc kết bằng 8 câu nói quý hơn vàng dưới đây. một, Đọc sách là cách tốt nhất để lấp đầy trí tuệ cho bộ não. Trí thông minh của người Do Thái có liên quan nhiều đến niềm yêu thích đọc sách của họ. Dù trong cảnh nghèo đói, túng quẫn, người Do Thái phải bán đồ đặc để, kiếm sống thì họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bán sách. Người Do Thái không bao giờ làm hỏng sách, họ sẽ luôn sửa chữa nếu sách bị hư hỏng. Khi sách cũ nát không đọc được nữa, họ sẽ trịnh trọng đào một cái hố để chôn chung. Người Do Thái được mệnh danh là dân tộc đọc sách, họ có thể đọc sách bất kể thời gian và địa điểm, trên đường phố, quảng trường hay thậm chí là nhà gạ. Chính vì sở hữu thói quen tự học được trau dồi từ khi còn nhỏ nên việc đọc sách đã trở thành một phần không thể từ bỏ của người Do Thái trong suốt quãng đời của mình. Họ tự biến trí tuệ của nhân loại thành kiến thức của mình và dùng nó để tạo ra những giá trị và của cải. Chính vì lý do này mà cha mẹ do thái lúc nào cũng dạy con yêu sách, vì họ biết rằng đọc sách là cách tốt nhất để lấp đầy trí tuệ cho não bộ hai. Học là sự lặp lại không ngừng nghỉ. Người do thái coi việc học là sự lặp đi lặp lại. Đọc, nói, nghe, viết phải được thực hành lặp đi lặp lại và những gì đã học phải được ghi nhớ bằng cách nhắc lại. Với phương pháp giáo dục này của người Do Thái khá tương đồng với câu nói của LNIN, học, học nữa, học mãi ba, bạn luôn là duy nhất. Cha mẹ Do Thái rất coi trọng việc xây dựng lòng tự trọng cho con. Họ dạy con suy nghĩ rằng chúng ta là duy nhất ngay từ khi còn nhỏ. Các bậc phụ huynh khuyến khích con theo đuổi mọi điều tốt đẹp và dạy con rằng sự khác biệt không liên quan gì đến bẩm sinh. Điều này cho phép những những đứa trẻ tự tin và tin vào khả năng của mình ngay từ khi còn nhỏ. Tất nhiên cha mẹ Do Thái cũng sẽ chú ý đến việc trau dồi các đức tính khác để những đứa trẻ không tự tin một cách kiêu ngạo bốn. Đừng đánh giá mọi người qua vẻ bề ngoài và không phân biệt đối xử với người khác. Theo quan điểm của người Do Thái, sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo đôi khi có thể là khoảng cách lớn. Xong họ cho rằng người giàu chưa chắc đã hạnh phúc và người nghèo chưa chắc đã tuyệt vọng. Người dân Do Thái tin vào câu nói chớ khinh kẻ nghèo, vì nhiều người cũng rất uyên bác năm, tìm ra lý do thất bại chứ không phải tập trung đến điểm số. Khi con bị điểm kém, nhiều bố mẹ chỉ tập trung đến điểm số để la mắng, xong người Do Thái lại tập trung vào việc tìm ra nguyên nhân khiến con thất bại, bởi thất bại này chính là chìa khóa của thành công tới ví dụ nếu con bị điểm thấp trong bài kiểm tra cha mẹ do thái thường không chỉ trích con mà tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết triệt để vấn đề sáu đặt câu hỏi là thói quen cần được trau dồi nhiều nhất nếu như nhiều phụ huynh việt cảm thấy phiền phức với một nghìn câu hỏi vì sao của con trẻ thì cha mẹ do thái lại khuyến khích chúng đưa những thắc mắc bởi người có trí tuệ là người biết hoài nghi và đặt câu hỏi vì thế cha mẹ do thái luôn cổ vũ con dám đặt câu hỏi dám thắc mắc khi biết đặt câu hỏi bé sẽ hỏi càng nhiều và khi đi tìm lời giải cho thắc mắc của mình chính chúng sẽ học được những điều bổ ích cha mẹ do thái tin rằng khi biết hỏi cũng có nghĩa là bé đã suy nghĩ về sự vật do đó nếu có thể tự khám phá ra câu trả lời thì bé sẽ cảm thấy hứng thú với việc học và tìm hiểu kiến thức vì vậy cha mẹ không chỉ khuyến khích con đặt câu hỏi mà còn cần kiên nhẫn lắng nghe và giúp con tìm được câu trả lời bày trân trọng thời gian như vàng người do thái rất coi trọng thời gian và điều này được dạy ngay từ khi còn nhỏ Dân tộc này xem thời gian là cuộc sống, là vàng bạc, vì thế họ luôn nắm bắt từng phút để có được cơ hội phát triển và bứt phá. Theo Sina, người Do Thái thông minh vì cha mẹ không bao giờ hỏi con hôm nay học gì ở trường, vì sao lại như vậy? Bí quyết nào để những bà mẹ Do Thái tạo nên các các ông trùng tài trình hay các cá nhân đoạt giải Nobel? Mọi người đều biết, Do Thái được cả thế giới công nhận là dân tộc thông minh nhất trên thế giới. Chỉ chiếm 0,3% dân số thế giới sau 17% số người đoạt giải Nobel và 30% của cả thế giới thuộc về dân tộc này. Người Do Thái chiếm đến 1 phần 2 số doanh nhân giàu nhất thế giới, chiếm 1 phần 3 số triệu phú ở Mỹ và 18 trên 40 người đứng đầu danh sách Forbes. Theo số liệu của năm 2013 cũng chính là người dân đến từ dân tộc này như ông vua giàu mỏ do Rockefeller, ông trùng tài chính George Soros, ông trùng tài chính phố quân Morgan. Dường như những người thành công nhất đều là các đại diện kiệt xuất của dân tộc Do Thái. Vậy tại sao các thế hệ người Do Thái lại có được trí tuệ siêu phàm với chỉ số IQ trung bình là 110? Bên cạnh việc có nguồn gen mạnh mẽ, người Do Thái rất chú trọng giáo dục con cái trong gia đình. Khơi dậy đam mê thay vì ép buộc người Do Thái ít khi la mắng, kiểm soát con cái trong việc học. Họ luôn khơi dậy trí tò mò và luôn tạo điều kiện để con mình tìm hiểu mọi thứ một cách tự nguyện. Những gì trẻ được làm có thể thành công hay thất bại. song thông qua thử nghiệm và sai lầm, chính chúng nhìn thấy được đam mê của mình. Như đạo diễn nổi tiếng nhất Hollywood Steven Spielberg là một ví dụ điển hình, là người Mỹ gốc Do Thái, ngay từ nhỏ ông đã mắc chứng khó đọc. Spielberg từng chia sẻ mẹ chưa bao giờ la mắng ông vì điểm thấp, thậm chí bà còn động viên con tìm hiểu thế giới qua chiếc máy ảnh. Với sự khích lệ của mẹ, ông đã tìm thấy đam mê thực của mình và thành công trên con đường đã chọn. Không bao giờ hỏi con hôm nay đã học gì ở trường. Đối với cha mẹ Do Thái, một đứa trẻ biết đặt câu hỏi là biểu hiện của sự thông minh vì thế cha mẹ do thái luôn cổ vũ con dám đặt câu hỏi dám thắc mắc khi biết đặt câu hỏi bé sẽ hỏi càng nhiều và khi đi tìm lời giải cho thắc mắc của mình chính chúng sẽ học được những điều bổ ích với lý do này cha mẹ do thái không bao giờ hỏi con hôm nay con đã học gì trên trường thay vào đó là hôm nay con đã hỏi gì trên trường đây là câu hỏi để bố mẹ biết được con chủ động hay bị động trong việc học trên trường việc chủ động hỏi giáo viên những gì mình không hiểu sẽ hình thành trong trẻ thái độ học tập tích cực đồng thời bằng cách tạo thói quen đặt câu hỏi đứa trẻ sẽ thấy việc học thú vị hơn ngoài ra những đứa trẻ do thái thường có thói quen thuyết trình trước mặt cha mẹ mình những gì chúng học được ở trường để làm được điều này đứa trẻ cần sắp xếp suy nghĩ và hiểu sâu về những gì đã học để có thể tự tin trình bày tổ chức các cuộc thảo luận giữa cha mẹ và con cái theo người sáng lập google là gbet nền tảng để sản sinh ra những người tài năng phần lớn phụ thuộc vào nền tảng giáo dục gia đình người do thái thường có những cuộc thảo luận giữa cha mẹ và các con đây không phải là lúc bố mẹ giáo huấn con cái thay vào đó mỗi người sẽ chia sẻ quan điểm khác nhau về những vấn đề trong cuộc sống bằng cách làm quen với các cuộc thảo luận từ nhỏ trẻ em do thái có thể học được tầm quan trọng của việc khẳng định suy nghĩ và không bóp méo ý kiến của mình cốt lõi trong việc nuôi dạy trẻ của người do thái là tôn trọng con cái bố mẹ sẽ không áp đặt ra lệnh đe dọa hay kiểm soát con cái theo ý của mình mỗi đứa trẻ đều có ca tính riêng và cần được tôn trọng tin tưởng theo sina Người Do Thái thông minh nhất thế giới có bốn bí kíp dạy con, bố mẹ Việt tham khảo để cuộc đời con bớt trông tranh. Người Do Thái được xem là dân tộc thông minh nhất thế giới. Bí quyết làm nên thành công đó chính là phương pháp giáo dục con từ nhỏ. Mặc dù người Do Thái chiếm chưa đến một phần trăm dân số thế giới nhưng họ chiếm hơn 20% số người đoạt giải Nobel, 21% sinh viên Ivy League, 37% các đạo diễn đoạt giải Oscar. Trong lịch sử, có nhiều danh nhân nổi tiếng mà chúng ta ngưỡng mộ đều là người gốc Do Thái như... Ai sợ tai Darwin, Marx, có thể nói, người Do Thái chiếm một số lượng không hề nhỏ trong tầng lớp tinh anh của xã hội. Dần dần mọi người trên thế giới bắt đầu tò mò liệu cách dạy con của người Do Thái khác biệt như thế nào mới tạo nên những đứa trẻ có thành tích nổi trội như vậy. Cách giáo dục của người Do Thái ảnh hưởng bởi đạo Do Thái, một tôn giáo rất chú trọng việc học tập và phát triển tư duy phản biện cho trẻ, nhưng vẫn đảm bảo trẻ được vui vẻ, khám phá những điều mới lạ theo đam mê của mình sau đây là bốn bí quyết giáo dục con cái độc đáo của người do thái giúp con thông minh vượt trội biết cảm thông và tự lập các bố mẹ việt có thể tham khảo và áp dụng để quá trình nuôi dạy con đạt hiệu quả cao hơn một tập trung nuôi dưỡng khái niệm thời gian và thiết lập ý thức về quy tắc đối với người do thái họ đặc biệt chú trọng ý thức về thời gian họ luôn luôn đúng giờ không bao giờ đến muộn so với thời gian đã thỏa thuận và khi nói đến vấn đề giáo dục con cái họ tin rằng điều quan trọng nhất là dạy trẻ biết trân trọng thời gian tránh lãng phí những phút giây quý giá tôn trọng thời gian cũng chính là tôn trọng bản thân và những người xung quanh trong cuộc sống những đứa trẻ có ý thức về thời gian thường có tính kỷ luật cao trẻ sẽ tự lập kế hoạch thời gian và tận dụng tối đa tránh để xảy ra thời gian chết những đứa trẻ nhận thức tốt về quản lý thời gian thường có tư duy độc lập trẻ hiểu trẻ muốn gì bản thân có khả năng thực hiện điều gì vì vậy trẻ có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn trước mọi việc khi bố mẹ trau rồi nhận thức về thời gian cho con, điều đầu tiên nên làm là dạy con nhận biết thời gian. Bởi nhiều đứa trẻ thực sự không hình dung được một phút hoặc một giờ là bao lâu. Bố mẹ có thể mua cho con một chiếc đồng hồ cát để trẻ cảm nhận được độ dài của thời gian. Sau đó, bố mẹ hãy đặt ra các quy tắc qua những việc làm hàng ngày như đánh răng trong 3 phút, tắm trong 15 phút, chơi điện tử trong 30 phút để trẻ hình thành những quy tắc tốt. 2. Thiết lập nhận thức về tiền bạc cho trẻ người do thái chú trọng giúp con nhận thức về giá trị tiền bạc từ rất sớm họ dạy trẻ hiểu ý nghĩa đồng tiền để từ đó xây dựng suy nghĩ đúng đắn về giá trị tiền bạc vật chất trong cuộc sống hàng ngày bố mẹ hãy cho con một khoản tiền tiêu vật hợp lý để con học cách quản lý tiền bạc một cách độc lập bố mẹ không nên can thiệp sâu vào quá trình này của con ngoài ra hãy thỏa thuận tiền lương tương xứng khi trẻ giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà phương pháp này giúp trẻ cảm thấy công việc kiếm tiền vô cùng vất vả nhờ đó trẻ sẽ biết thương yêu, đồng cảm với bố mẹ hơn. Đây cũng là cách giúp trẻ trở nên tự lập, tự giác hơn trong mọi chuyện. ba, Trao dồi khả năng đọc cho con. Về vấn đề đọc sách, người Do Thái đánh giá đây là điều cực kỳ quan trọng cho sự phát triển trí não của trẻ. Nhiều gia đình Do Thái thường cùng nhau tổ chức một buổi thảo luận về những cuốn sách từng đọc. Thậm chí, khi trẻ chào đời sẽ được tiếp xúc ngay với sách bằng phương pháp nhỏ mật lên sách. Sau đó, họ cho con liếm mật trên những trang sách. Khi đó, trong nhận thức non nớt của đứa trẻ, sách là thứ gì đó rất ngọt ngào, hấp dẫn. Từ đó, mỗi khi nhìn thấy sách, trẻ sẽ tìm cách lân la lại gần. Dần dần, những cuốn sách trở thành người bạn đồng hành với trẻ. Sách là nấc thang tiến bộ của nhân loại. Vì vậy, việc trao dồi khả năng đọc sách độc lập không chỉ làm tăng nguồn kiến thức mà còn nâng cao sự gắn kết tình cảm với trẻ. Bố mẹ có thể chọn một số loại sách phù hợp để cùng con đọc như chuyện cổ tích, chuyện tranh. Khi bố mẹ dành thời gian đọc cho con nghe, con sẽ học được cách ứng xử trước những tình huống trong chuyện. 4. Giúp con phát triển những kỹ năng xã hội. Đối với người Do Thái, một đứa trẻ xuất sắc không chỉ đạt thành tích cao về điểm số mà còn phải có đủ năng lực xã hội để đứng vững trong cuộc sống. Năng lực xã hội bao gồm nhiều kỹ năng sống như cách quản lý cảm xúc, khả năng giao tiếp. Đây đều là những điều quan trọng và cần thiết giúp trẻ phát triển trong xã hội cách hiệu quả nhất để bố mẹ giúp con phát triển năng lực xã hội là để con trải nghiệm cuộc sống hàng ngày và bố mẹ hãy là tấm gương sáng cẩn trọng trong mọi lời nói hành động để con noi gương theo để rèn cho trẻ kỹ năng này trước hết bố mẹ không nên mất bình tĩnh hãy học cách kiềm chế cảm xúc khi trò chuyện với con điều tiếp theo khi trẻ giao tiếp với mọi người xung quanh bố mẹ hãy dạy con những lời nói lịch sự cách cư xử phù hợp giúp trẻ để lại ấn tượng tốt bố mẹ nào cũng mong con sớm hóa rồng hóa phượng nhưng việc giáo dục con cái không phải một sớm một chiều đạt được muốn con thành danh trong tương lai bố mẹ nên học cách người do thái dạy con tiêu biểu là bốn phương pháp nêu ở phía trên hy vọng bài viết sẽ truyền cảm hứng để bố mẹ giáo dục con cái tốt lên từng ngày ba đường tắt giúp người do thái thành công nhanh hơn bất cứ ai cha mẹ việt cũng bắt đầu dạy cho con từ nhỏ nhận thức tầm quan trọng của ba điều này từ sớm giống như mở ra một lối tắt để đi nhanh hơn đúng hướng hơn đó chính là lý do mà nhiều cha mẹ Việt cũng đang học theo cách người Do Thái dạy con. Nhiều người cho rằng cơ hội sẽ đến cho những người biết chờ đợi, nhưng người Do Thái không muốn như vậy. Chờ đợi khiến họ rơi vào thế bị động, mất đi khả năng kiểm soát vấn đề, không thể biết được khi nào cơ hội thật sự mới tới. Nếu như đó là 10 năm, 20 năm mà không thấy một cơ hội nào xuất hiện, sự chờ đợi chỉ khiến cho mọi người trở nên vội vàng, hấp tấp hơn do đó ngồi chờ sung dụng là một thói quen mà họ không bao giờ muốn con cháu mình gặp phải thay vào đó người do thái luôn dạy thế hệ sau phải chủ động sáng tạo cơ hội cho bản thân mình muốn làm được điều này không thể bỏ qua ba nhân tố tư duy mối quan hệ tài chính nếu tận dụng tốt chúng sẽ trở thành đường tắt để bạn tiếp cận thành công dễ dàng hơn một nắm bắt tư duy có một câu chuyện kể rằng người đàn ông nọ cùng đi mua sắm với người bạn do thái của mình tại một trung tâm thương mại tới cửa hàng túi da nọ người đàn ông để mắt tới một chiếc túi hàng hiệu có giá đắt đỏ tôi đeo cái túi này có hợp không người đàn ông hỏi bạn mình người bạn do thái hỏi ngược lại cậu thực sự cần chiếc túi đắt như này à hay là nhãn hiệu này trả tiền quảng cáo cho cậu vậy người đàn ông cảm thấy kỳ quái liền nói tôi muốn mua vì thấy nó đẹp chứ có được ai trả tiền đâu người do thái đáp rằng nếu như vậy thì tôi khuyên cậu không nên mua nếu đeo cái túi này đi khắp nơi cậu đang quảng cáo cho nhãn hiệu mà không nhận được bất cứ lợi ích gì Nghe vậy, người đàn ông thực sự từ bỏ ý định mua món hàng đắt đỏ vì cảm thấy mình chịu thiệt. Có thể thấy, người Do Thái sẽ không tiêu tiền vào những thứ đồ không thật sự cần thiết. Quan trọng hơn cả, họ còn rất giỏi trong việc nắm bắt tư duy và tâm lý của đám đông. Như vậy, dù làm việc trong lĩnh vực nào, họ đều có thể để lại ảnh hưởng của bản thân cho những người xung quanh. Kỹ năng này càng phát huy sức mạnh khi người Do Thái trở thành thương nhân. Trong lúc mọi người đang nghĩ làm sao để bán được 10 đơn hàng thu 100 đô, họ đã nghĩ tới cách để bán một đơn hàng thu 1.000 đô rồi. Hai, Mở rộng các mối quan hệ là một nghệ thuật. Rất nhiều người học lực không cao, năng lực cũng bình thường, chẳng có hậu thuẫn hay chống lưng, nhưng lại liên tục thuận lợi trên con đường phát triển. Bí quyết của họ nằm ở trí tuệ cảm xúc và có kỹ năng xây dựng các mối quan hệ xã hội. Nhiều người chỉ biết đi tầng bốc, nịnh nọt hoặc chiều theo ý của những người xung quanh vì không muốn làm mất lòng. Họ mong rằng sự nhún nhường có thể giúp bản thân xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Tuy nhiên, nhận thức này hoàn toàn sai lầm. Các mối quan hệ chỉ có thể kết nối một cách bền chặt khi hai người trở thành bạn chung chí hướng, sẵn sàng cùng nhau phát triển. Có rất nhiều chuyện ta không thể tự làm một mình, cần có người đồng hành để thêm vững bước. Có những chuyện có thể tự làm một mình, nhưng nếu có người san sẻ, gánh nặng trên vai sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó là ý nghĩa thực sự của việc mở rộng vòng tròn quan hệ chứ không chỉ là định nọt và tâng bốc nhau để tìm kiếm lợi ích ở nhau. Ngày ba, ý thức đúng về tài chính. Quan niệm về tiền bạc của người Do Thái rất khác biệt. Họ sẽ không sống chết lao đầu vào tiền lương trong quá trình làm thuê cho người khác, mà luôn tìm kiếm những con đường khác nhau để gia tăng thu nhập. Bởi họ biết tiền lương có tăng cũng chỉ tăng trong giới hạn nhất định. Giả sử, tiền lương một tháng của ta là 5 triệu, sau một năm có thể sẽ được tăng lên thành 6 triệu. Thế nhưng, liệu mức tăng lương có đuổi kịp giá nhà đất không? câu trả lời là không đó là thực tế người do thái hiểu rằng chỉ có năng lực của bản thân mới tăng trưởng vô hạn vì thế họ thường tìm cách kiếm tiền nhanh nhất bằng việc phát triển kỹ năng đồng thời họ cũng được xây dựng ý thức về tiền bạc từ rất sớm điều này giúp họ có thêm nhiều thời gian để rèn giữa cách quản lý chi tiêu và tìm cách kiếm tiền trong khi những người khác chỉ bắt đầu ý thức khi dần trưởng thành thì người do thái đã trải qua cả quá trình thử nghiệm dần tìm ra hướng phát triển đúng đắn điều này giúp họ tiếp cận thành công dễ dàng hơn bất cứ ai Nhận thức được tầm quan trọng của thời gian, nhiều bậc phụ huynh trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cũng bắt đầu chú trọng việc nâng cao hiểu biết về tài chính cho con cái từ khá sớm. Như vậy, trẻ cũng có thể tích lũy các kỹ năng cần thiết, khám phá năng khiếu của bản thân, tìm cách phát triển chính mình. Những điều này đều sẽ trở thành bước đệm quan trọng, trợ lực để trẻ tìm đường tới thành công dễ hơn. Theo Tu Tơ, nhờ lời nhắc nhở của bố, cô gái lớn lên trở thành nhà nghiên cứu nổi tiếng, nuôi dạy hai con thành tỷ phú. Một con là nhà ngoại giao, Bố từng viết những từ này vào một cuốn sổ và đưa cho tôi. Tình anh em, lòng biết ơn, sự chính trực, kiên nhẫn và lạc quan. Từ kiến thức được xếp sau các từ đó. Xa ra y mất có bố là người do thái, mẹ là người Trung Quốc. Bà sinh ra tại thành phố Thượng Hải. Trải qua trải qua ba cuộc hôn nhân thất bại, bà có ba người con, hai trai và một gái dù đời sống hôn nhân không hạnh phú nhưng trong cách giáo dục con saza được xem là người mẹ huyền thoại khi nuôi dạy thành công hai con trai thành tỷ phú và con gái thành nhà ngoại giao được biết saza imert e. cũng là nhà nghiên cứu xuất sắc tại học viện khoa học xã hội thượng hải thành viên của hội nghị hiệp thương chính trị quận hồng khẩu và là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất ở trung quốc trong các cuốn sách của mình và cả trong những lời trả lời phỏng vấn truyền thông ngoài việc chia sẻ cách dạy con bà cũng kể về người cha của mình đây chính là người đã dạy cho sa ra những bài học làm người quý giá xây dựng nên sự thành công của bà sau này dưới đây là những chia sẻ đáng ngẫm của sa ra về bố mình giáo dục gia đình luôn đặt nhân cách lên hàng đầu nếu là trước đây bố sẽ cho con học đánh đàn nhưng chúng ta bây giờ là người tị nạn do thái con không học được đàn mà phải học làm người bố tôi nói bây giờ nhìn lại quãng thời gian lúc nhỏ chỉ cần bố mở lời hầu như đều là chân lý làm người bố dạy tôi phải trả giá trước ông nói cờ trung quốc Chúng ta là người nước ngoài và chúng tôi phải lịch sự trong mọi việc. Khi còn nhỏ, tôi thường cùng các bạn nhảy dây chun. Bố giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu, dây cao su rất dễ đứt. Không nên dùng dây chun của bạn bè mà hãy dùng dây chun của chính mình và chơi với các bạn. Bố dạy tôi đặt người khác lên hàng đầu. Khi tôi 10 tuổi, một đầu bếp ở tầng dưới thường làm bánh mì kẹp thịt cho mọi người ăn và tôi thường được cho phần góc. Nó khiến tôi không vui. Thấy vậy, bố sốt sáng nói, con à, con phải biết rằng cái này là do người khác tặng cho con không phải do chính con làm ra con không có quyền lựa chọn con đừng đòi hỏi người khác khi tôi lớn lên bố đặt vấn đề giáo dục nhân cách lên hàng đầu ông đã từng viết những từ này vào một cuốn sổ và đưa cho tôi tình anh em lòng biết ơn sự chính trực kiên nhẫn và lạc quan từ kiến thức được xếp sau các từ đó có kỷ luật trong lời nói và việc làm không buông thả từ khi tôi còn nhỏ bố đã rất nghiêm khắc và đặt ra một số điều cấm Ví dụ, không đi bơi, không mặc quần áo tắm. Những hạn chế của người do thái đối với con gái là váy ít nhất phải dài dưới đầu gối, vì vậy ông tuyệt đối không cho phép con mặc đồ bơi. Vậy nên tôi đã không học bơi và vẫn chưa biết bơi. Ngoài ra, khi ăn không được gây tiếng động ồn ào. Nếu hai người nói chuyện chỉ cần hai người đó nghe thấy giọng nhau sẽ là bất lịch sự nếu làm ảnh hưởng đến người thứ ba. Ngoài ra cũng không tùy tiện động tay chân với người khác, vì một cô gái có học sẽ không tùy tiện tát mắng ai ở trường mặc dù tôi là người nước ngoài duy nhất nhưng tôi được giáo dục như học sinh trung quốc và bố đã nhiều lần nhắc nhở tôi tuân thủ các quy định của trường như học sinh trung quốc tôi rất xinh đẹp trên mặt có những đốm tản nhang nhỏ lông mi quần, và làn da trắng như tuyết nên bố càng lưu tâm hơn ông vẫn luôn nhắc nhở tôi chúng ta đang ở nước ngoài chúng ta phải có kỷ luật trong lời nói và việc làm và chúng ta phải nhã nhặn trong mọi việc khiêm tốn với mọi người cẩn thận với lời nói có thể làm tổn thương người khác bố từng kể cho tôi nghe câu chuyện về một con gấu bị thương nặng và đến bên ngoài cabin của một người kiểm lâm để cầu xin sự giúp đỡ anh kiểm lâm nhìn nó thấy thương và quyết định giữ lại vào buổi tối người kiểm lâm đã kiên nhẫn và cẩn thận lau máu cho gấu băng bó vết thương chuẩn bị một bữa tối thị soạn cho nó thưởng thức điều này khiến gấu rất cảm động khi nó chuẩn bị ngủ vì chỉ có một chiếc giường nên anh kiểm lâm đã mời con gấu ngủ cùng ngay khi con gấu bước vào chăn bông mùi khó chịu lọt vào lỗ mũi của nhân viên kiểm lâm anh ta nói, Chúa ơi, tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi hôi như vậy, khủng khiếp quá, con gấu không nói gì và tất nhiên là không thể ngủ được. Một lần, cả hai tình gờ gặp lại nhau sau nhiều năm, người kiểm lâm hỏi gấu, vết thương năm đó ổn rồi chứ? Gấu trả lời, tôi đã quên đi nỗi đau ở da thịt, nhưng vết thương trong tim thì không bao giờ liền lại. Bố đã dạy tôi ăn nói cẩn thận và trau dồi kỹ năng xã hội của mình mọi lúc mọi nơi, không được nói những lời tổn thương người khác, Ngôn ngữ thô tục không nằm trong ngôn ngữ và việc làm của tôi, và tôi đã rèn luyện thói quen như vậy từ khi còn nhỏ. Đồng thời, tôi cũng kỷ luật ba đứa con của mình theo cách này, không xúc phạm ai một cách tùy tiện, không nhận xét vô trách nhiệm, nói xấu sau lưng và cười nhạo khuyết điểm của người khác. Làm người thì nên trở lại một con đường, dù có lý do chính đáng cũng nên để lại ba phần cho người khác. Bố đã dạy điều này từ khi tôi còn nhỏ. Bố luôn nói với tôi rằng người Do Thái không có đất nước của riêng họ, Họ sống trên đất của người khác và họ phải để lại một phần ba thời gian của họ trong mọi việc họ làm. Vì sao bố mẹ người Do Thái không bao giờ hỏi hôm nay con đã học gì trên trường? Bố mẹ Do Thái luôn muốn con chủ động trong việc học tập. Tuy chỉ chiếm không trăm dân số thế giới, khoảng 14 đến 17 triệu người, nhưng người Do Thái được công nhận là dân tộc đã sản sinh ra những người tài năng nhất thế giới trong tất cả các lĩnh vực. Ví dụ điển hình, trong 35% triệu phú thế giới, cha đẻ Facebook Mark Zuckerberg CEO Google là Zipet hay CEO Hot Watson của sở ta bất đều là người Do Thái. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy những con số thống kê này, 20% người Do Thái, trong tổng số 170 người đoạt giải Nobel. 21% sinh viên người Do Thái học tập trong khối Ivy League, tốt những ngôi trường hàng đầu thế giới, 26% người Do Thái đoạt giải thưởng danh thự Kennedy Center, 37% người Do Thái đoạt giải Oscar, 51% người Do Thái đoạt giải Pulitzer. Trong lịch sử phát triển và tồn tại của người Do Thái, họ đã phải trải những thời kỳ bị đàn áp, phải tha hương, nhưng họ vẫn luôn gìn giữ được giá trị con người. Họ luôn tin kiến thức và bộ não không mất đi và đây là điều có thể truyền cho các thế hệ sau. Người Do Thái đã dạy con thế nào? Đạo diễn nổi tiếng nhất Hollywood Steven Spielberg là một người Mỹ gốc Do Thái. Từ nhỏ, ông đã mắc chứng khó đọc. Tuy nhiên, mẹ ông chưa bao giờ mắng nhiếc con trai vì điểm số thấp thay vào đó lại động viên con trai có thể tìm hiểu thế giới quan qua chiếc máy ảnh nhỏ. Chính vì sự động viên này mà đã có một sở ti vườn sở biêu bờ tài năng ngày hôm nay. Nhìn chung, bố mẹ Do Thái luôn có cái nhìn bao dung với con cái của mình. Họ không kiểm soát, làm mắng con trong việc học tập, họ giúp con tự khơi dậy trí tò mò, một trong số đó là hoạt động đọc sách. Có thể với nhiều phụ huynh ở các quốc gia khác, cách giáo dục của bố mẹ Do Thái là không kỷ luật. Tuy nhiên, bố mẹ Do Thái luôn nhấn mạnh với con cái năm điều này giá trị của bản thân nỗ lực trở nên xuất sắc trong chuyên môn của mình cải thiện tính cách ngày càng tốt hơn phát triển trí tưởng tượng học hỏi trong suốt cuộc đời với cách giáo dục như vậy họ cho rằng câu hỏi hôm nay con đã học gì trên trường đối với con trẻ là một câu hỏi không hề khôn ngoan thay vào đó câu hỏi hôm nay con đã hỏi gì trên trường chính là cách để thúc đẩy con trẻ phát huy sự thông minh khi học tập trên trường lớp biết đặt câu hỏi khi đi học tự con trẻ sẽ thấy đi học là một điều rất thú vị để chúng khám phá thế giới xung quanh người do thái cũng thường tổ chức những cuộc thảo luận trong gia đình để biết được những chia sẻ của con cái chứ không phải để mắng mỏ con cái nhờ những buổi thảo luận gần gũi như vậy trẻ sẽ hiểu được mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau cũng như hiểu được tầm quan trọng của việc khẳng định suy nghĩ mục đích của việc tự kỷ luật điều cốt lõi trong phương pháp giáo dục của bố mẹ do thái là tôn trọng con cái không mắng nhiếc không áp đặt không ra lệnh, kiểm soát con cái. Họ biết mỗi con người đều có tính cách cá tính riêng, không có ai hoàn hảo nhưng bất kỳ ai cũng cần được tin tưởng. Người Do Thái cũng biết rằng tâm trí con người có hai xung động tốt và xấu, vì vậy đôi khi trẻ có những hành động không đúng đắn như bố mẹ mong đợi. Thay vì mắng nhiếc, họ sẽ chọn bình tĩnh và hòa giải với con cái. Cách giáo dục của họ muốn hướng đến tiếng nói từ trái tim. Nguồn: Beresidern. Bốn bài học người Do Thái dạy con cháu từ đời này sang đời khác để giàu bền vững. Không phải tự nhiên người Do Thái có những người dẫn đầu, bí quyết của họ nằm ở việc dám làm những điều người thường chưa từng nghĩ tới. Ước tính chỉ có khoảng 15 triệu người Do Thái trên thế giới, nhưng họ là những người tạo nên phần lớn tầng lớp ưu tú. Đại học Harvard, Đại học Gia Lê và các trường thuộc Liên đoàn Ivy có tỷ lệ người Do Thái lớn hơn cả. Trong top 40 người giàu nhất của danh sách Forbes, 18 người trong số họ là người Do Thái, chiếm 45%. Ngoài ra còn có một số nhân vật nổi tiếng cũng là người Do Thái, chẳng hạn như Bill Gates. Buffett, Jacqueline, Joker Feller. Kể từ khi giải Nobel được thành lập, người Do Thái giành được nhiều giải thưởng nhất, với 20% giải hóa học, 25% giải vật lý, 27% giải thưởng y học và gần 50% giải thưởng kinh tế. Đằng sau những thành công đó là bí quyết được nhiều thế hệ người Do Thái tiếp giữ và truyền nối suốt nhiều đời. Ngày 1, Kiên nhẫn nhiều người đang thắc mắc tại sao người Do Thái kinh doanh giỏi đến vậy và họ đã làm giàu như thế nào? Làm thế nào để đi lên từ con số 0? một nhà thông thái từng nói chúng tôi không chỉ tin vào chúa mà còn vô cùng ngưỡng mộ một sinh vật con tôm hùm nó là một loài nhiễn thể sống dưới lớp vỏ cứng trong quá trình sinh trưởng cơ thể bên trong của con tôm sẽ lớn lên và dần vượt xa kích thước của lớp vỏ một con tôm hùm sẽ trải qua nhiều lần lột xác trong cuộc đời của nó chìa khóa cho sự phát triển của tôm hùm là nhẫn nại và can đảm nếu chỉ sống trong chiếc vỏ bọc nó sẽ không bao giờ lớn lên hai điều chỉnh và biến đổi kịp thời trong lịch sử người do thái đã phải lưu lạc khắp nơi sau đó người do thái cũng nhận ra rằng việc kinh doanh ở châu âu với bản sắc dân tộc của họ là không khả thi vì vậy vào thời điểm này họ đã mở rộng thị trường sang nhiều khu vực khác trên thế giới nhờ sự nhanh nhạy người do thái đã tìm kiếm được nhiều vùng đất mới và từ đó phát triển công việc kinh doanh của mình dưới áp lực của thời cuộc người do thái chọn đổi mới và họ đã thành công nếu chỉ cố gắng bám trụ tại một nơi rõ ràng họ sẽ không thể tìm ra hướng đi mới và tìm thấy cơ hội làm giàu con người sống trên đời mỗi giây đều là suy đoán ngay cả sinh tồn cũng là hành động có ý thức suy đoán theo quan điểm của người do thái rủi ro trong đầu tư và lợi nhuận là tỷ lệ thuận rủi ro và lợi tức là anh em song sinh vì vậy dám đầu tư đã là một hành vi kinh doanh rất khôn ngoan và dũng cảm người do thái quan niệm rằng rủi ro càng lớn thì phần thưởng càng lớn của cải là cái đuôi của rủi ro Hãy chấp nhận đầu tư cho dù có nhiều rủi ro, vì chỉ khi chạm vào rủi ro, bạn mới tìm thấy sự giàu có. Ba, lợi nhuận không có giới hạn. Người Do Thái được mệnh danh là dân tộc có thể tìm thấy vàng trong đống cỏ khô mục nát. Điều này chứng minh rằng quan điểm của họ khác biệt với số đông. Một doanh nhân người Do Thái đã từng xử lý đống rác và trở thành triệu phú. Vào thời điểm đó, tượng nữ thần tự do đã được tân trang lại ở bang New York, Hoa Kỳ. Do đó, rất nhiều chất thải được loại bỏ khỏi bức tượng và cần được vận chuyển và xử lý lãnh đạo của địa phương đã tổ chức đấu thầu nhưng sau một vài tháng không ai phản hồi khi một doanh nhân do thái nghe tin anh ta vội vã đến hiện trường và ký vào bức thư sau khi xem đống phế liệu một lúc lâu nhiều công ty vận tải đã chế giễu động thái ngu xuẩn của anh bởi ở địa phương có quy định rất khắt khe nếu sai sẽ bị truy tố làm không cẩn thận có thể tiền mất tật mang nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã làm choáng váng những người diễu cợt ban đầu thương gia do thái đã làm bốn điều thứ nhất phân loại chất thải Thứ hai, đúc đồng phế liệu thành tượng và xử lý các khối xi măng và gỗ vụn thành đế. Thứ ba, biến chỉ phế thải và nhôm phế thải thành chìa khóa của New York Plaza. Cuối cùng, đóng gói và bán bụi và đặt tên là bụi của tự do. Chỉ trong hai tháng, các thương gia do Thái đã biến đống rác này thành 5,32 triệu USD. Dưới con mắt của những người bình thường, đây thực sự chỉ là những thứ rác rưởi. Nhưng trong mắt các thương gia do Thái, đó là một kho báu đắt giá. Đây cũng là một yếu tố quan trọng tại sao người Do Thái có thể xây dựng một đế chế tài chính. Bởi vì họ có tư duy hướng tới tương lai và không hạn chế để dự đoán trước sự phát triển và tiềm năng trong những thứ không ai nghĩ tới. Điều này cũng đúng trong kinh doanh. 4. Dám ước mơ, dám thực hiện. Hai trong số những công ty tiêu biểu nhất hiện nay là Apple và Tesla. Tên thực tế, cả Jobs và Musk đều là người Do Thái. Không nghi ngờ gì khi cả hai đều theo đuổi sự tiến bộ và đổi mới trong cách nhìn của họ về cuộc sống. Một người đã lật đổ quan điểm về điện thoại di động và ô tô thông thường. Mục đích và ước mơ ban đầu của Steve Jobs khi thành lập Apple là biến điện thoại di động của mọi người trở nên cá nhân hóa. Apple ra đời đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi và vẫn tiếp tục phát triển đến ngày hôm nay. Trong khi đó, Tesla là một nhà cách mạng dẫn đầu các phương tiện năng lượng mới. Xét về nhiều mặt, những hãng xe truyền thống có lịch sử hàng trăm năm đã bị tụt hậu rất xa và Tesla cũng mang về cho Elon Musk số tiền khổng lồ phải thừa nhận rằng hai nhân vật rót và mớt thực sự có tầm nhìn xa dám nghĩ dám làm không phải để làm hài lòng người khác mà để làm hài lòng bản thân những người nghiệp dư những người bình thường chỉ biết tập trung vào việc tạo ra thu nhập nhưng những người chuyên nghiệp biết cách để tiền đẻ ra tiền chỉ một thay đổi nhỏ trong lối tư duy cũng đủ biến một người từ nghiệp dư thành chuyên nghiệp và ngược lại bảy cách giúp con thích đọc sách người do thái thường làm để trẻ con đến với sách một cách tự nhiên người do thái đã làm một mẹo nhỏ đó là bôi ít mật ngọt vào đầu quyển sách Người Do Thái rất coi trọng tri thức mà hầu hết kiến thức họ có được là do đọc sách nhiều. Sách là một người bạn tốt của chúng ta, nhưng trẻ em ngày nay đang có rất nhiều người bạn thú vị khác như TV, iPad, game. Do đó, để tạo dựng cho trẻ thói quen đọc sách không phải là việc dễ dàng. Muốn làm được điều này, mọi người cần biết 7 điều sau đây. Một, Tiếp cận một cách hứng khởi. Trước tiên, người Do Thái không giảng giải với con cái sách bổ ích như thế nào, họ chỉ làm một việc đơn giản là bôi ít mật ngọt vào đầu quyển sách. Khi người và nếm nó, bọn trẻ sẽ lần la chơi với sách cả ngày dài một cách say sưa. Đó là một trong những mẹo đơn giản nhưng hiệu quả. Đồng thời, trẻ cũng được dạy rằng sách rất ngọt ngào. Chúng ta đều biết rằng ấn tượng ban đầu rất quan trọng và có thể theo chúng ta suốt cuộc đời. Do đó, đứa bé khi cảm nhận được sự thơm ngọt của sách qua những giọt mật, chúng đã cảm thấy yêu sách và sách giống như sinh mệnh vậy. Từ đó, tình yêu với sách sẽ lớn dần lên trong chúng. Hai, Đối xử với sách như người bạn thân Đừng sợ làm hỏng sách mà ngăn cấm trẻ tiếp xúc chơi với sách từ thời nhỏ. Thậm chí, bố mẹ có thể tận dụng sách để cùng chơi trò xếp hình với trẻ hàng ngày. Điều này giúp trẻ làm quen với những cuốn sách, chơi cả buổi mà vẫn say sưa. Sách cũng nên được đặt ở nơi mà trẻ dễ tiếp cận và gần gũi nhất để bé có thể lấy ra một cách dễ dàng. Cha mẹ cũng nên xếp cho trẻ một tủ sách riêng đặt gần chỗ ngủ. Như vậy, các con sẽ nhìn thấy sách hàng ngày và cha mẹ cũng có thể tiện tay đọc sách bất cứ khi nào mình thích tại quê hương của những người do thái họ có hơn một nghìn thư viện công cộng và trong mỗi gia đình đều có ít nhất một tủ sách cha mẹ luôn luôn đặt tủ sách ở đầu giường cho con và coi đây chính là di sản quý giá để lại cho thế hệ sau này ngày ba cha mẹ là người làm gương sau khi giúp trẻ hình thành thói quen làm bạn với sách cha mẹ sẽ là tấm gương để con trẻ bắt đầu đọc và học hỏi nội dung từ trong sách khi muốn bắt chước làm theo những hình ảnh nhìn thấy hàng ngày trẻ sẽ thắc mắc xem cha mẹ đang làm gì mà say sưa và chăm chú vậy hãy giải thích rằng bạn đang chơi một trò chơi rất thú vị và có thể rủ con chơi cùng, chẳng hạn như đọc thi xem ai đọc hay hơn. Đây là giai đoạn khơi gợi sự tò mò của trẻ về nội dung trong sách nên không cần ép chúng đọc quá nhiều. Thời lượng vừa đủ sẽ giúp trẻ hình thành thói quen mà không cảm thấy chán ngấy. Một món ăn mà hơi ít thì chúng cảm thấy thiếu thiếu và muốn ăn thêm mỗi ngày là bạn đã bắt đầu thành công. Mọi người cũng nên thường xuyên dẫn con cái đi nhà sách Điều quan trọng là thay vì mua sách theo ý của cha mẹ, hãy chỉ đưa ra gợi ý để con tự chọn sách cho mình. Chẳng hạn như mẹ thấy quyển sách này đẹp quá, bố thấy nhân vật này ngộ nghĩnh quá con thấy có thích không? Nếu thích con có thể chọn chúng. Quá trình này sẽ giúp trẻ nghĩ rằng quyển sách ấy là do chính mình chọn, từ đó có hứng khởi và trách nhiệm hơn với cuốn sách của mình. Ngày 4, thảo luận về nội dung sách. Những cuốn sách dành cho trẻ con thường có nội dung rất đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu với người lớn nhưng đối với trẻ con đó vẫn là một thế giới rất mới lạ cha mẹ nên thường xuyên trao đổi với con về nội dung mà chúng đã đọc sau khi kết thúc mỗi cuốn sách chẳng hạn bạn có thể đặt ra những câu hỏi đơn giản như theo con thì nhân vật này có điểm gì tốt nhân vật kia nên làm gì nếu gặp trường hợp này đây là những câu hỏi giúp trẻ tư duy hỗ trợ phát huy trí não phát triển về ngôn ngữ và cách diễn đàn thời điểm vừa đọc xong trẻ đang rất hứng thú và muốn được sẻ chia nên sẽ hăng hái trình bày với bạn về những gì chúng nghĩ bạn cũng có thể thông qua những gì trẻ diễn đạt để hiểu hơn về tính cách của trẻ, qua đó đặt ra những câu hỏi để hướng đến những bài học tốt đẹp. Đây cũng là cơ hội để đưa những kiến thức mà trẻ đã đọc được từ sách vào áp dụng thực tế. Nếu nội dung câu chuyện về lòng hiếu thảo, bạn có thể đối trẻ rằng để hiếu thảo với ông bà, cha mẹ thì con nên làm gì. Đồng thời, hãy khuyến khích trẻ áp dụng những kiến thức chúng đã được hấp thụ từ sách vào thực tế bằng những lời tán thưởng thích hợp. Năm, đừng biến sách trở nên khô khan, nhàm chán. Ở độ tuổi trẻ thơ, các bé không thể hình dung việc đọc sách quan trọng như thế nào. Do đó, để câu chuyện dễ đi vào tâm trí của trẻ, cha mẹ nên đưa nội dung những cuốn sách thành câu chuyện vui, hài hước, hóm hỉnh, càng gần gũi với đời sống hàng ngày thì trẻ sẽ càng có hứng thú hơn. 6. Đặt mục tiêu và động lực đọc sách cho con. Trong những ngày nghỉ, trẻ con thường muốn dùng phần lớn thời gian để vui chơi. Cha mẹ nên là người đưa việc đọc sách vào thời gian biểu của con, chẳng hạn như tạo ra một số thách thức cột mốc để chúng phấn đấu đạt tới, nếu con đọc xong quyển sách này trong ngày hôm nay, con sẽ được cộng 2 điểm, nếu con được 10 điểm con sẽ có một món quà. Lúc này chính là lúc bạn tặng cho trẻ những món quà mà chúng đang mong muốn sở hữu. 7. Khuyến khích trẻ tự tìm kiếm kiến thức từ sách. Khi trẻ hỏi bạn về một vấn đề nào đó, bạn có thể giải thích cơ bản cho chúng về vấn đề mà chúng đang quan tâm. Khi giải thích xong bạn khuyến khích chúng tìm thêm kiến thức đó từ quyển sách nào đó. Khi căn nhà của bạn đã có nhiều sách, Văn hóa đọc sách sẽ lớn dần lên cùng với trẻ, và việc đọc sách sẽ diễn ra một cách tự nhiên như cách chúng lớn vậy. Hãy khuyến khích trẻ đọc một quyển sách nhiều lần vì mỗi lần chúng sẽ cảm nhận một cách khác nhau. Quan điểm đọc 101 lần tốt hơn đọc 100 lần cũng chính từ đây mà ra. Người Do Thái luôn cho rằng, với một cuốn sách, đọc lần đầu qua loa để hiểu toàn bộ linh hồn của cuốn sách. Sau đó, với mỗi lần đọc lại, chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện ra được một điều gì mới mẻ của cuốn sách năm phương pháp giáo dục trẻ kỳ lạ nhưng hiệu quả của người Do Thái. Phương pháp nuôi dạy con khoa học của cha mẹ Do Thái đã giúp những đứa trẻ trở thành tinh hoa nhân loại. Mặc dù người Do Thái chiếm chưa đến 1% dân số thế giới nhưng họ chiếm hơn 20% số người đoạt giải Nobel, 21% sinh viên Ivy League, 37% các đạo diễn đoạt giải Oscar. Trong lịch sử, có nhiều danh nhân nổi tiếng mà chúng ta ngưỡng mộ đều là người gốc Do Thái như Anh Sở Tanh, Darwin, Mark, có thể nói người do thái chiếm một số lượng không hề nhỏ trong tầng lớp tinh anh của xã hội dần dần mọi người trên thế giới bắt đầu tò mò liệu cách dạy con của người do thái khác biệt như thế nào mới tạo nên những đứa trẻ có thành tích nổi trội như vậy sau đây là năm bí quyết giáo dục độc đáo của người do thái giúp con thông minh vượt trội và tự lập trong cuộc sống các bố mẹ việt có thể tham khảo và áp dụng để quá trình nuôi dạy con đạt hiệu quả cao hơn một ra ngoài nhìn như thế nào không quan trọng ở Việt Nam, thông thường khi dẫn con ra ngoài đi dạo hay đi chơi, cha mẹ sẽ để con mặc quần áo thật đẹp. Họ yêu cầu con không được làm bẩn quần áo, không được nghịch ngợm xung quanh. Với cha mẹ do Thái thì không như vậy. Khi đưa con ra bên ngoài, họ sẵn sàng để con lấm lem bùn đất, tay chân cáo bẩn, đầu gối dính đầy cát. Thậm chí là quần áo trở nên sọc sạch, mất cúc. Cha mẹ do Thái cho rằng, việc trẻ giữ gìn quần áo gọn gàng, sạch sẽ mất rất nhiều thời gian và việc này là vô ích đối với sự phát triển cá nhân của trẻ những đứa trẻ không quan tâm bản thân nhìn như thế nào khi ra ngoài điều trẻ quan tâm là được tìm tòi khám thấy những điều lý thú trong cuộc sống hai chấp nhận rủi ro cha mẹ do thái luôn dành câu nói quen thuộc cho các con là hãy tiến về phía trước họ muốn đứa trẻ tự làm mọi việc một mình luôn phát triển bản thân thay vì đứng yên một chỗ họ cho phép con mạo hiểm bước ra vùng an toàn khám phá thế giới rộng lớn và tự xoay sở trước những khó khăn thách thức điều này giúp đứa trẻ học được cách tự tin tinh thần quyết chiến quyến thắng tinh thần không sợ gian khổ tuy nhiên chấp nhận rủi ro không có nghĩa là họ mặc kệ con để con loay hoay giải quyết vấn đề cha mẹ do thái vẫn luôn theo sát bước đi và lưu tâm đến từng hoạt động nhỏ nhất của con họ sẽ đưa ra lời khen ngợi khuyến khích kịp thời giúp trẻ kiên trì theo đuổi mục tiêu và sẵn sàng chấp nhận rủi ro xét cho cùng rủi ro không phải là điều quá đáng sợ có rủi ro có thất bại vấp ngã mới giúp mỗi đứa trẻ nhận ra bài học đắt giá và dễ dàng vươn tới thành công ba chấp nhận việc bày bừa các bậc phụ huynh do thái cho rằng trẻ con luôn tò mò thắc mắc về mọi thứ xung quanh và còn rất ham chơi nhưng việc này sẽ được thay đổi khi lớn lên vì thế khi vui chơi cha mẹ luôn cho con tự do thoải mái bày bừa những đồ chơi con yêu thích mà không quát mắng hay đe dọa họ muốn con được đắm chìm vào thế giới của riêng mình không bị điều gì cản trở cha mẹ do thái không quát mắng khi trẻ không gọn gàng mà họ sẵn sàng tạo điều kiện để con được bày bừa khắp mọi nơi đây chính là cách giúp con phát triển tư duy về sau và cũng là một trong những phương pháp nuôi dạy được đánh giá là kỳ lạ. Ngày 4, không điều gì là không được chú ý. Các nhà tâm lý học khuyên các bậc phụ huynh không nên khen ngợi trẻ trước những trò nghịch ngợm tinh quái hay khờ dại bởi sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển. Tuy nhiên, cha mẹ do Thái không tin như vậy. Họ cho rằng bất kỳ thành tựu nào cũng cần được khen ngợi. Ngay cả khi đứa trẻ vẽ một bức tranh nguệch ngoạc hay làm vấy bẩn màu lên quần áo, những người mẹ do Thái vẫn không hề bực tức, cáu gắt họ sẽ cố tìm ra họa tiết đẹp hay những điều thú vị và dành lời khen cho trẻ họ còn tự hào mang tác phẩm đi giới thiệu với bạn bè người thân trong gia đình năm không ra lệnh chỉ gợi ý cha mẹ do thái không bao giờ ra lệnh cho con cái bởi điều này rất độc đoán thiếu sự tôn trọng trẻ thay vào đó họ sẽ đưa ra những gợi ý cho con tự quyết định theo mong muốn của mình cha mẹ do thái cũng không bao giờ giám sát con liên tục xuất hiện mọi lúc mọi nơi mà để con tự do trong khuôn khổ an toàn Tuy nhiên, cách giáo dục này có hai mặt. Vì những quyết định của trẻ đôi lúc không phù hợp, dẫn tới thất bại khiến trẻ cảm thấy chán nản và không còn động lực. Lúc này, các bậc phụ huynh cởi mở với những sai lầm và giúp trẻ bước tiếp. Chẳng hạn như trẻ quyết định giải bài tập theo phương pháp riêng và bị điểm thấp ở trường, họ không bao giờ dành lời chê bài mà luôn động viên và cùng trẻ tìm lời giải khác. Trí tệ dạy con đỉnh cao của người Do Thái nằm ở ba chìa khóa vàng, nuôi con cũng như trồng hoa, chấp nhận trở thành những cha mẹ 80 điểm thay vì 100. Trong cách giáo dục con, người Do Thái luôn có những biện pháp thiết thực và mạnh tay hơn so với các cha mẹ khác. Mọi người đều biết, Do Thái được cả thế giới công nhận là dân tộc thông minh nhất trên thế giới. Chỉ chiếm 0,3% dân số thế giới song 17% số người đoạt giải Nobel và 30% của cả thế giới thuộc về dân tộc này. Người Do Thái chiếm đến một phần 2 số doanh nhân giàu nhất thế giới, chiếm 1 phần 3 số triệu phú ở Mỹ và 18 trên 40 người đứng đầu danh sách Forbes. Theo số liệu của năm 2013 cũng chính là người dân đến từ dân tộc này, như ông vua dầu mỏ Rockefeller, ông trùm tài chính Jack ông trùm tài chính phố Wall Morgan. Dường như những người thành công nhất đều là các đại diện kiệt xuất của dân tộc Do Thái. Vậy, tại sao dân tộc này lại sở hữu những doanh nhân kiệt xuất đến vậy? Tất cả nằm ở ba chìa khóa vàng dưới đây mà cha mẹ Do Thái nào cũng áp dụng trong cách nuôi dạy con. Chìa khóa thứ nhất, chế độ sống có thù lao, rèn luyện khả năng sinh tồn chế độ sống có thù lao là một trong những phương pháp giáo dục sinh tồn thú vị của người do thái đầu tiên các bậc cha mẹ do thái sẽ liệt kê một danh sách các công việc lặt vặt trong gia đình và quy định một mức thù lao nhất định cho từng công việc đó khi hoàn thành một công việc nào đó trẻ sẽ nhận được số tiền thù lao như quy định và có thể tự do sử dụng khoản tiền đó của mình điều này mang lại kết quả xuất sắc không chỉ khiến con cháu người do thái hiểu biết về giàu có mà còn cho phép họ thực hiện sự nghiệp của mình ở bất kỳ thời điểm nào với số tiền thù lao có được theo quan điểm của các bậc cha mẹ do thái giáo dục kỹ năng khác nhau được dạy trong trường học bao gồm âm nhạc khiêu vũ nghệ thuật quần vợt là những dưỡng chất cần thiết để trẻ phát triển tuy nhiên những giáo dục này không thể cho phép trẻ học hỏi kinh nghiệm sống để nuôi dạy con cái cha mẹ do thái đã vứt bỏ rất nhiều thứ hào nhoáng đặt giáo dục sinh tồn lên hàng đầu và đi thẳng vào mục đích ban đầu của việc nuôi dạy làm cho mọi đứa trẻ lớn lên có một cuộc sống tốt hơn cách làm này có tác dụng tốt đối với tất cả trẻ em đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên dưới sự vận hành của cơ chế sống có thù lao mọi đứa trẻ đều có khả năng hơn cha mẹ tưởng tượng đồng thời ý thức về thời gian tiền bạc tự quản lý và có trách nhiệm được hình thành ở trẻ người do thái tin rằng trẻ biết lao động ngay từ nhỏ có thể tự tìm ra hướng đi cho cuộc đời mình trên cơ sở không ngừng trải nghiệm cuộc sống sau này chúng sẽ dễ dàng thành công hơn trong sự nghiệp chìa khóa thứ hai chỉ hoãn sự thỏa mãn để rèn luyện ý chí cho trẻ chỉ hoãn sự thỏa mãn là một trong những phương pháp giáo dục quan trọng của người do thái điều này cho phép trẻ học cách kiên nhẫn tinh thần chịu khó khả năng kiềm chế nhằm hình thành một người kiên cường trong tương lai trong nhiều gia đình cha mẹ thường đáp ứng nguyện vọng và thỏa mãn các yêu cầu của con một cách nhanh chóng điều này khiến trẻ không hiểu được thế nào là khó khăn để có được thứ mình muốn và sẽ tự coi mình cao hơn người khác một bậc Xa ra im ắt bà mẹ Do Thái có hai con trai là tỷ phú ngành công nghiệp Kim Cương đã khẳng định, người nào nuông chiều con cái. ắt có ngày người đó phải băng bó vết thương cho con. Chỉ hoãn sự thỏa mãn nhằm nâng cao sức chịu đựng tâm lý của trẻ khi bị từ chối và nuôi dưỡng trí thông minh nghịch cảnh là điều cần thiết để thành công. Đồng thời, cha mẹ có thể rèn luyện cho trẻ ý chí và kỳ vọng vào cuộc sống trong việc hưởng thụ chậm trễ, từ đó trở nên linh hoạt và kiên nhẫn hơn trong học tập. Chìa khóa thứ ba, giáo dục nuôi dưỡng từ từ để rèn luyện khả năng giải quyết cho trẻ. Một đứa trẻ do thái khi tới 18 tuổi sẽ có khả năng sống tự lập. Điều này liên quan tới phương pháp giáo dục kiểu buông tay của các bà mẹ do thái. Trong cách dạy dỗ con cái của mình, các bậc cha mẹ do thái tình nguyện chỉ làm tốt ở mức 80 điểm. Họ cố ý để lại một vài vấn đề để con mình tự đối diện và tìm cách giải quyết. Các phụ huynh do thái cho rằng nuôi con giống như trồng hoa, phải kiên nhẫn chờ đợi hoa nở sự chậm rãi này không phải là chậm về mặt thời gian mà là sự kiên nhẫn của cha mẹ các bậc phụ huynh không nên phê bình trẻ vì biểu hiện nhất thời đừng thay con giải quyết những vấn đề lớn nhỏ mà trẻ gặp phải hãy cho con cơ hội được tự mình giải quyết đừng nhân danh tình yêu của cha mẹ để kiểm soát và quản thúc con ngay cả khi trẻ làm sai phụ huynh cũng không nên can thiệp bởi chúng sẽ học được nhiều hơn từ những lần thất bại bằng cách này trẻ sẽ nhớ lâu hơn sáng tạo nhiều hơn trong quá trình quyết định và chịu trách nhiệm của mình cũng nhờ phương pháp kể trên, trẻ em do Thái luôn có ý thức trách nhiệm cao, luôn hài lòng trong mọi việc và khả năng thành công cũng lớn hơn. Tình yêu cha mẹ đáng quý nhất là để trẻ trở thành những cá thể độc lập càng sớm càng tốt, tách biệt khỏi cuộc sống của chính mình và đối mặt với thế giới với một cá tính độc lập. Bạn rút lui và buông bỏ càng sớm, con bạn càng dễ dàng thích nghi với tương lai. Người Do Thái dạy con làm giàu theo năm bước nhưng giúp tiết kiệm được 10 năm đi đường vòng. Người Do Thái có kỹ năng kiếm tiền và quản lý tiền cao hơn so với mặt bằng chung của thế giới một bậc vì họ dạy con cái làm điều này từ nhỏ. Trong quá khứ, người Do Thái từng phải gánh chịu những thảm họa khủng khiếp, họ không có quốc gia của riêng mình và sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng hơn một nghìn trôi qua, có rất nhiều người Do Thái đã trở thành những vĩ nhân của nhân loại. Lý do tại sao người Do Thái có thể nổi bật trong mọi tầng lớp xã hội không phải vì họ vốn thông minh hơn người, mà chính nhờ cách giáo dục ngay từ thời thơ ấu đã ảnh hưởng đến thế giới quan và phong cách làm việc của họ hầu hết các bậc cha mẹ chỉ chú ý đến việc nuôi dưỡng trí tuệ và trí tuệ cảm xúc của trẻ em mà lại bỏ qua giáo dục tài chính nếu cha mẹ có thể giáo dục con cái về tiền bạc ngay từ khi còn nhỏ trẻ sẽ hiểu rằng tiền không dễ kiếm hiểu cách sử dụng cũng như cách làm ra đồng tiền và quản lý tiền một cách tốt nhất người do thái có kỹ năng kiếm tiền và quản lý tiền cao hơn so với mặt bằng chung của thế giới một bậc vì họ dạy con cái năm điều sau Ngày 1, trẻ em Do Thái nhận cổ phiếu làm quà sinh nhật đầu tiên. Theo phong tục của các gia đình Do Thái, khi trẻ được một tuổi, nhiều bậc cha mẹ Do Thái sẽ tặng trẻ cổ phiếu như một món quà. Đây cũng là một cách giáo dục tài chính độc đáo của dân tộc thông minh nhất thế giới. Dù con cái thích nhiều loại đồ chơi khác nhau, song cha mẹ Do Thái thường cho con những thứ thiết thực hơn như tiền hay cổ phiếu để trẻ tiếp xúc. Hai, Trao dồi quan điểm tiền đổi được hàng từ khi còn rất nhỏ, người Do Thái đã được dạy có cách nhìn đúng đắn về tiền bạc, thế giới. Điều này sẽ giúp con cái họ hình thành khái niệm quản lý tài chính tiền đồi được vật một cách tinh tế và thiết thực. Khi trẻ em Do Thái lên 3 tuổi, cha mẹ bắt đầu dạy trẻ nhận biết tiền xu và tiền giấy. Khi lên 5 tuổi, trẻ biết tiền đến từ đâu và chúng có thể mua được gì, nuôi dưỡng khái niệm tiền có thể đổi lấy đồ vật, khi trẻ lên 8, chúng bắt đầu làm việc để kiếm tiền, và cha mẹ sẽ khuyến khích trẻ tiết kiệm tiền trong tài khoản của chính mình và sử dụng nó như một khoản chi tiêu lớn. Khi 12 tuổi, trẻ em Do Thái sẽ hiểu các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về tài chính, và tham gia vào kế hoạch quản lý tài chính gia đình. 3. Trao dồi khái niệm tiền bạc thông qua những trò chơi. Việc giáo dục tài chính cho con được cha mẹ Do Thái tập trung vào trải nghiệm của trẻ. Đồng thời, họ khuyến khích và hướng dẫn trẻ chú ý đến các nội dung liên quan đến tiền bạc một cách chi tiết. Cha mẹ Do Thái thường thiết kế một số trò chơi liên quan đến kiếm tiền để trẻ tham gia và hướng dẫn trẻ thiết lập khái niệm về tiền thông qua sự tò mò và tính cạnh tranh. Cũng từ đó, khái niệm về tiền được hình thành, trở nên quen thuộc và đồng hành cùng với những đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành. Ngày 4, dạy con kiếm tiền là việc rất vinh dự. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ Do Thái sẽ truyền đạt cho con cái quan niệm kiếm tiền là một việc rất vinh dự. Ví dụ như chuyện nhặt rác và bán rác, trong mắt người do thái rác tuy bẩn nhưng đổi rác lấy tiền lại rất cao quý miễn là tiền kiếm được thông qua các kênh hợp pháp thì tất cả ngành nghề đều bình đẳng năm trau dồi khái niệm trì hoãn sự hài lòng ở trẻ trong cuốn sách trí tệ kiếm tiền của người do thái trừ bảy bí quyết giúp bạn thành công và giàu có viết rằng người do thái sẽ giáo dục con cái của họ như thế này nếu con thích chơi con cần chăm chỉ học tập và có thành tích học tập tốt sau đó, con có thể kiếm được một công việc tốt, kiếm được nhiều tiền và sau khi kiếm được tiền, con có thể chơi nhiều hơn và chơi với những đồ chơi đắt tiền hơn. Điểm quan trọng nhất trong cách giáo dục tài chính của người Do Thái là nuôi dưỡng khái niệm hưởng thụ một ở trẻ. Đây cũng chính là cốt lõi trong nền giáo dục của người Do Thái và có lẽ nhờ vậy mà có rất nhiều người thành đạt trong cộng đồng người thông minh nhất thế giới này. Theo